tôi đi khám thì phát hiện là u gan máu kích thước là 17 x 26 mm. Xin hỏi nhà thuốc là nên uống cái thuốc nào ạ? Chào bạn, với bệnh u gan máu hay là u mạch máu gan thì bệnh nhân nên áp dụng hai phương pháp điều trị là Tây y và Y học cổ truyền với mục đích là tăng cường hiệu quả điều trị bệnh. Những vị thuốc dùng cho bệnh nhân u mạch máu gan là cây xạ đen, cây dừa cạn, cây bồ công anh và cây mãnh cọc, kết hợp sắc uống với nhau hàng ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết về liều dùng cũng như là cách dùng kết hợp các vị thuốc trên thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức.